Dự Tư hướng dẫn cho Long đi. Nhát ra hoài. Con bắn gì cho trời nó mía nè. Bây giờ Long bắn nè, giờ tới Long bắn nè. Nhưng mà xuống đâu? Rồi giờ Long bắn nè. Rồi chia ra mỗi người một bịch. Một tay cầm bóp cò, một tay cầm bán. Em mua chỗ này không? Thấy cái cây này không? Ba cái thằng này á, làm sao cho nó là nó thẳng ngay cái chai là bắn nè, là bóp cò rồi. Nắm đi. Thế đàn ơi. Bóp. Quất. Quất. Nhẹ đó. Quất. Đây là đây, đây là. Úi dồi ôi. Ồ, siêu chứ mời. Hai nhỏ bắn không? Ờ. Tới luôn. Rồi, ai muốn? Hết đạn rồi con, đừng bóp nữa. Còn rồi Long ra đây chứ này. Rồi, anh trả lại cái này cho anh khác. Đưa đây ra cho anh bắn lên. Bắn xém chúng không? Ờ, xém một cái. Bắn trượt chúng như nhúc chút nè. Cho Huy bắn hai chứ. Không mà có cảm giác là được rồi. Có cảm giác bắn là được rồi. Mày Dân, Mày Dân. Nó ngắm ba, nó bắn chẹt 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 chẹt. Nó quên luôn. Mà. Rồi đứng đó quất luôn. Đứng đó luôn. Bắn hướng dẫn cho cậu. Rồi dính nữa. Cháu bắn chúng mà cậu bắn chúng. Mười lần. Cháu quá, chúng tôi đậu quần. Chúng tôi đậu quần với nó luôn á. Rồi. Tới tới nè 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 Huy Huy. Cho bắn rất ngay. Ồ, hay quá, một trái. Bây giờ con là bắn 4 trái dữ nhất. Nhắm ngay mục tiêu bắn. Hơi cao khang. Cao xíu à. Lật lại chút tới được trời á. Vẫn lật lại đi chỗ cũ luôn. Đánh đúng bắn trúng đi chỗ cũ luôn. Lật lại lại xem. Nắm đéo được. Thôi đừng có nhấc cao quá, con tì tay xuống dưới à, để cho nó đỡ luôn. Má tàn mẹ rồi. Nam ơi. Ồ, hay quá. Hai viên. Tiếp tục. Chúng hết mẹ rồi. Tiếp đi. Ngày qua mày mua như một viên, 10 viên nữa. Lật phải xíu à Khang. Ồ, hay quá, ba chai, ba chai. Lật phải xíu Khang, hít qua chút. Hết đạn rồi. À, hết đạn rồi. Ba cạnh, ba cạnh. Ba cạnh. Đừng có chĩa cái nòng súng vô người. Ừ. Lúc nào nòng súng mình chĩa là trời, không có được chĩa cho người khác. Cái đạn này, súng đâu phải đùa đâu biết không? Nhiều khi nó còn đạn đó nó sót thì sao hiểu không? Có ngay không bà già. Thì đó con bắn chừng vài lần nữa bắn hết luôn á. Nên tao bắn có kinh nghiệm á. Bắn hai viên thôi. Bắn hai viên còn tám viên là sao dính được? Đi bộ đội này chắc nghi bắn lính chặt lắm. Không chỉ có điểm 28 điểm còn rồi gì nữa. Có lên. Trời ơi bắn gấp đi. Để vậy là con bắn nó rung tay lắm. Con bắn nó đỡ rung. Hiểu không? Mất quá rồi. Đứng ghế nha. Thang máy gì? Con bắn gì? Trái ở giữa phải không? Má tay nha, bao giờ giữ vẫn kia. Trái giữa phải không? Cái này xuống đó
phía dưới nè. Quá cao. Đây, vẫn còn hơi cao chứ mà lịch giá này nó thấp xuống chút xíu nữa mà lên phải xíu rồi. Cái này nó thấp từ kệ á, lên chú trai. Nóng chỗ nào anh? Cao rồi kệ á. Để chia sáng. Nhá kệ nó. Nắm chia sáng. Nắm kệ chỗ xin thì là chú trai rồi. Cảm ơn ơi. Cảm ơn ơi. Cảm ơn ơi hả? Cảm ơn hả? Má này má. Con thấy nè, cái điểm ba cái điểm nè, cái cây này với cái cây này là nó phải thẳng hàng với nhau. Cái cây đó phải nằm ở chính giữa và nó nằm ở chỗ nào là bằng cái đó. Khát nước uống ly này đâu xi nhê, đã uống hết nào không hay. Hả? Về nha. Bà thấy chú vô một sạch. Hết rồi con. Tới bòn phải không? Tới bòn phải không? Bốn nãy cũng được 5 ly rồi. 4 ly rồi, thêm 1 ly nữa là trúng thưởng rồi. Trời ơi, tao dành bắn không vậy? Đã không? Bắn đã quá hả? Bắn không? Nãy con bắn trúng như nào không? Trúng không? Bắn ngã không? Không ngã hả? Nói bài mua bắn nữa cho con ngã chứ. Ờ bắn ngã luôn. Bắn ngã. Đúng rồi. Bon bon, con kê coi chỗ đó thấp không có thiệt lợi cho con đâu. Ở đây nè. Cái vị trí này nè. Vị trí này là vừa ý con. Ờ ừ, cũng được. Cao rồi, nhón người à. Hãy nó tùy theo con. Nha. Nhớ ha, 3 điểm thẳng hàng nha. Cái đầu gùi nó nằm ngay chính giữa, 3 điểm phải ngang bằng với nhau thì nó mới không cao không thấp. Nó ba bán nó tí nữa luôn. Nó bán nó không bán nha. Ô, phía chính rồi. Bắn gì tuốt cái phía ngoài cùng hả? Đúng rồi. Bên trái hả? Khó bắn. Được chưa? Hồi nãy còn cái nắp cuối cùng á Ràng. Ngã rồi đó, thấy không? Ngã rồi đó, ừ. Ngã rồi. Ừ. Thôi mình ngã rồi đó. Sao đạn ít nhất cũng được hai chai. Có đạn nhiều nhất chứ. Ủa đâu rồi, bên đâu rồi? Không phải, không phải. Thôi giờ đẹp bắp ánh. Sao không chưa đẹp đèn đỏ đâu? Bắp ánh cái nữa nha. Để bắp ánh xong rồi tí xíu bắp ánh nha. Chờ ba đi, tí ba cho con bắn. Ồ. Một chai đó hả? Một chai. Cao quá buồn. Quá cao. Con bắn một trúng cái chai thứ hai rồi cái ngã domino. Là sao ngã domino được? Nó đâu có đè nhau rồi ngã domino. Bắn nếu mà bắn thì mới qua là chừng nào mà con tạo ra một cái lực xung kích á, một cái lực xung kích đó là nó rung động trong không khí đó, nó đẩy hết thì mới nó mới ngã hết. Cao rồi, đúng con bắn đúng vị trí hồi nãy rồi. Ủa gì mới bắn 2-3 viên mà hết rồi. Bắn rồi ta kỳ ra. Còn bắn dính tụi. Ừ.